Nhằm cung cấp thông tin cập nhật về định hướng xây dựng chính sách phát triển kinh tế thương mại đầu tư của Việt Nam Hoa Kỳ và tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước xây dựng chiến lược tiếp cận, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu theo hướng cân bằng và bền vững, mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội, AmCham Hà Nội và Hội đồng Kinh doanh ASEAN Hoa Kỳ, USABC tổ chức diễn đàn thương mại Việt Nam Hoa Kỳ 2021 với chủ đề Nắm bắt cơ hội, thích ứng phát triển trong tình hình mới theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến phát biểu tại diễn đàn thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải nhấn mạnh hoa kỳ được xác định là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của việt nam trên tất cả các trụ cột hợp tác trong đó trụ cột hợp tác kinh tế thương mại giữa việt nam và hoa kỳ đã gặt hái nhiều thành quả to lớn góp phần đưa tổng thể quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu và thực chất đáp ứng được lợi ích của chính phủ người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ Hoa Kỳ đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam với những dự án quy mô lớn, góp phần tạo dựng cho Việt Nam chỗ đứng ngày càng vững chắc trong chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Tính lũy kế đến tháng 10 năm 2021, Hoa Kỳ hiện xếp thứ 11 trên 138 quốc gia và vùng lãnh thổ có FDI tại Việt Nam với 1.134 dự án và tổng vốn đăng ký là 9,72 tỷ đô la Mỹ. Để hiện thực hóa mục tiêu giữa hai nước, Thứ trưởng cho rằng cần phát huy cơ chế đối thoại chính sách của Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam Hoa Kỳ TIFA để kiến tạo khung khổ pháp lý thuận lợi thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư và kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Tại các phiên tọa đàm, các diễn giả cũng đưa ra những bình luận sâu sắc về xu hướng chính sách mới của hai nước, đồng thời đưa ra giải pháp phát triển xuất nhập khẩu và thu hút chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ trong trạng thái bình thường mới và trong bối cảnh mới nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong tương lai.